Lúc ở ngoài kia mình đăng ký là chọn xe à? Em đăng ký trên mạng luôn rồi. À, trên mạng. Vâng. Ở ngoài kia như không có chọn xe nữa. Lúc đăng ký qua app lên gì thôi. Trong này không có con nào bách nào nhỉ? Hình như là không thấy. Đấy, em không phải là sale nên là. Vâng, không đang trao đổi nhau. Vâng. Đây, xoay đi một cái sang bên trái. Cái con kia là cái con mà bác lúc nãy bác đứng trên bục bác hướng dẫn đây này là con đấy đấy. Đấy, đúng rồi. Vâng. Với chị em mà gặp cái chỗ và số thường mà lên là hoảng đấy. Số thường không lên được anh ạ. Nên phải thốc ra. Thốc may. Vâng. Phải nhồi như thế, nhồi như thế mà mới lên. Thông thường này gặp dốc này phải lấy đà anh ạ. Vâng. Hôm vợ em cũng lên Tam Đảo phát nên đến gần đỉnh thì thôi không lái nữa. Sao thế? Tôi nghỉ không lái nữa, đổi lại. Lúc về thì lúc xuống dốc thì em không dám giao xe. Vợ. Vâng, cho vợ là run không? Vâng. Thì lái lúc dốc lên. Cao thế à? Dốc cao thế à? Cũng cao đấy, nhưng nó dài liên tục anh. Tức là chân lên đến đơn nhưng mà lúc xuống thì mình cứ để số 2 mình chạy nhẹ nhàng vậy. Vâng, xuống thì dễ hơn. Nhưng mà xuống thì rủi ro hơn lên. Nên mình không đi nữa thì nó dừng chứ xuống mà rồi. Vâng. Đấy, ngon hơn anh rồi đấy. Ngon hơn anh. Anh, anh lúc này anh không có cái chế độ kia. Chế độ này nó đã hỗ trợ cái độ đèo. Bỏ chân của anh thoải mái. Nhưng mà kiểu như là nếu cảm giác an toàn là không dám bỏ. Rác như này là mình không dám thả ra đâu ạ. Thả rồi. Nó hỗ trợ rồi, bây giờ mình chỉ việc của mình là điều khiển cái xe bằng vô lăng thôi. Sau này có thể điều chỉnh lại cái chế độ đấy không? Không, chế độ cứ để đi tiếp cái chỗ kia. Mở rộng cua ra một chút. Ở chỗ ổ voi kia. Nhà có hai người lái là sướng rồi, đi đâu cũng yên tâm. Người hỗ trợ lúc thời mình mệt. Vâng, hoặc có thể về quê thưởng thức vài non bia rượu cũng được. Thưởng thức rượu thôi. Nhưng mà tóm lại là mình cứ lái xe, tránh. Và không em lái này em sẽ chắc không uống. Còn về kiểu như một hai hôm ấy thì uống một vài non bia đấy. Cho nó nhanh hết, anh Kiều không uống hai ba ngày luôn hết. Em sẽ không lái nữa, lúc đấy sẽ vợ em lái. Từ từ là nhẹ nhàng. Nhưng mà lái xe là tập trung căng thẳng hết đấy. Vâng, lái xe căng thẳng xe là thẳng xuống dưới. Nhưng mà nếu đam mê thì nó có sự thoải mái. Rồi đam mê thì khác. Vâng. Quá ga. Không giờ người ta làm người ta bắt buộc phải làm. À không, nó là việc lao động anh ạ. Nếu thế là làm như kiểu lao động rồi. Lao động. Căng thẳng lắm. Vâng. Nó cứ nháy nháy cái đèn vàng là ý nghĩa là gì anh? Đèn vàng nào ạ? Đèn vàng có cái vẹt bảy không ở bên lái cơ. Dạ. Ở đâu ạ? Ở trên cái đồ đấy vợ chỉ cái phần nhưng bây giờ không đấy đấy đấy. Có một cái đèn vàng ở đấy. À cái đấy là cái chế độ chống trơn trượt nó sẽ được tắt đi. À lúc tắt lúc bật liên tục à? Vâng, đó là tùy vào cái địa hình của xe. À dạ dạ. Vâng. Tầm anh em đi được khoảng bây giờ. Cái chế độ X mode này sang hẳn phía bên trái à bên phải thì là nó sẽ tắt toàn bộ cái chế độ dạ, dạ. Chống trơn trượt. Lúc em đến em nhìn chưa thấy người em bây giờ đông này. Em tưởng mình đến sớm quá, hóa ra là cũng không, trong này ở trong phòng chờ đông rồi. Đã số 5 mấy. Em sau số anh đúng không? Anh 52 à? Em 55. Em 57, anh 57 mà. À thế à. Thế anh đến sau em một tí. Thử tăng tốc nào. Có dám tăng không? Tăng chủ xe là không xoay xe quá nhiều. Nếu mà mình xoay xe quá nhiều khi mà mình cũng cuốn nữa. Cao thì là mình sẽ bị khóa hai tay vào với nhau. Chắc chỉ trong sân tập vậy em mới dám bánh kiểu này thôi. Không lắc mấy nhỉ. Em đi chậm mà. Đi chậm. Tốc độ này chắc chỉ khoảng tầm 30 nhỉ. Tại vì cái đường này nó cũng hẹp. 20, 25. Để an toàn. Đường này nỡ gọi là mất kiểm soát tí chỉ va vào chóp thôi. Còn kia mất kiểm soát tí là tôn sóng nó đón mình. Trường ra ngoài đường thì an toàn tuyệt đối chứ.